Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG Mobile giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. 3 bước cực kỳ đơn giản và dễ hiểu giúp bạn trở thành Best Nagroth. Bước đầu tiên đương nhiên không thể thiếu được, đó chính là trang phục, thứ đã tạo nên thương hiệu và màu sắc riêng của các Best Nagroth qua từng thời kỳ. Bước thứ hai sẽ không có gì để nói nếu chiêu 2 của Nagroth không phải là một chiêu lướt ngược. Có thể trong lúc đi farm bạn lướt như thế nào cũng được, chỉ cần farm nhanh là được. Nhưng trong combat tổng, ranh giới giữa sự sống và cái chết nó rất mong manh. Chỉ cần bạn lướt ngược chiêu 2 thôi là chắc chắn bạn sẽ thấy Chúa Giêsu nói tiếng Việt. Và bước cuối cùng để trở thành một Best La, đó chính là khi đi gank hay đi bắt lẻ kẻ địch, chúng ta không được lướt theo một đường thẳng, bởi vì chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới lướt như thế thôi. Còn Best La Việt Nam hay là idol TikTok thì phải lướt theo hình định giác hay là hình vuông, hình tam giác, nói chung không phải đường thẳng là được. Tóm lại, múa la thì đơn giản, căn bản có sống ở đây không. Chúc anh em thành công. We'll be right back.